Hello, xin chào tất cả các bạn trở lại với kênh của mình. Tiếp tục trong chuỗi series các video về game NFT Play to Earn, thì trong video ngày hôm nay mình sẽ cập nhật tình hình của con game Bunnycoin, là con game mà mình đã tham gia và đầu tư và cũng đã có video giới thiệu game trên kênh của mình. Thì hôm nay mình sẽ cập nhật cho các bạn về con game này với những cái cập nhật mới nhất. Thì cập nhật đầu tiên mà mình muốn mang đến cho các bạn là cái phần report của con game này. Thì như đã công bố vào ngày 5 tháng 10 các bạn, thì con game này đã lên lịch để ra mắt cái event report. Thì nó sẽ mở cái card hình report vào ngày 8 tháng 10 là ngày hôm nay. Và cái ticket để các bạn có thể tham gia vào cái sự kiện này, nó sẽ bán hai cái này vào ngày hôm nay và ngày thứ 11, ngày 11 tháng 10 thì nó sẽ bắt đầu cái sự kiện Raybot và kết thúc vào ngày 13 tháng 10. Kết thúc bán cái vé là vào ngày 13 tháng 10 và kết thúc sự kiện vào ngày 14 tháng 10 các bạn. Thì cái điều kiện mà để các bạn tham gia Raybot á là mỗi acc chỉ có một vé tham gia thôi và không thể chuyển cho người khác. Phí tham gia là 999 đồng per một địa chỉ cho một sự kiện. Thì cái vé này có thể được sử dụng cho tất cả các trận đánh trong 3 ngày và tất cả các trainer từ level 11 trở lên. Thì các bạn phải fusion các bạn. Cái điều kiện bắt buộc là cái con trainer của bạn phải từ level 11 trở lên, tức là các bạn phải fusion con trainer cơ bản các bạn mua. Thì do mình không có fusion cái con tướng của mình, con trainer của mình, cho nên là mình không thể tham gia được sự kiện này. Thì hôm nay là cái sự kiện nó đã mở bán rồi bạn. Vào ngày 6 thì nó đã mở bán cái card hình này. Và hôm nay là ngày 7, là ngày 8 rồi bạn, ngày 7, ngày 8. Thì nó đã công bố cái mức giá của cái vé sự kiện này là 40 đô. Là 40 đô cố định theo đô các bạn, cố định theo giá đô á, thì nó sẽ tương ứng là khoảng, đây mình sẽ cho các bạn coi, nó có sự kiện report ở đây luôn. Thì cái vé nó sẽ tương ứng là 1854 với theo cái giá mà neo theo giá đô các bạn là 40 đô, thì nó sẽ quy đổi ra cái giá hiện tại. Thì đồng pool hiện tại hiện đang là 0,02. Thì tính theo cái giá mà đô á, thì cái giá của nó nằm ở khoảng 2.000 các bạn. Đó, gần khoảng 2.000 pool là tương ứng với 40 đô để bạn tham gia vào sự kiện này. Thì nó đã ra mắt cái sự kiện và các bạn click vào Raybot nè, sau đó các bạn bấm vào mua vé. Đấy bạn. Thì mình sẽ không tham gia vào cái sự kiện này. Và cái tính năng thứ hai mà game nó ra mắt đó là gacha, tức là bạn có thể hiện nay nếu mà các bạn mua Bunnycoin này á, thì khi mà các bạn hên thì nó sẽ có những cái option khác nhau. Đây các bạn. Thì đây là sự kiện mà hên, nếu mà các bạn hên may mắn á thì các bạn sẽ ra được những cái con bot như thế này các bạn. Những con bot dry bot như thế này. Nó khá là hiếm trên thị trường. Đây cái giá khi mà hên các bạn. 3k per đây. Thì nó cái này nó sẽ quy đổi theo giá là 50 đô nè. Rồi 10 cái thì nhân lên, 50 cái thì nhân lên. Và nó sẽ có các hòm khác nhau các bạn. Hòm 3k này sẽ là khoảng 60 đô hình theo giá hiện tại. Cái hòm này thì mắc hơn. Thì cái tỷ lệ ra của nó cũng sẽ khác nhau. Đây là cái hộp Epic nè. Thì các bạn sẽ ra được khoảng 15%, các bạn sẽ ra 3 sao.
5% ra 4 sao và 1% ra 5 sao. Thì cái hộp rẻ hơn của nó sẽ có giá, đây là cái hộp mắt đó bạn, hộp rẻ hơn của nó sẽ có giá là như thao: 3%, 3 sao là ra 13%, 4 sao là 2,7% và 5 sao là 0,3%. Thì nó sẽ có giá rẻ hơn gấp đôi cái hộp này bạn. Cái bếp hình này. Còn những cái hộp 3K trên đây á, là sự kiện của nó. Thì 25% nó sẽ ra được cái thẻ tham gia sự kiện Raybot. Nè bạn. 13%. Nó cũng 13% là nó cũng giống như cái hộp nó màu hình thôi. Nhưng mà khi mà các bạn mua cái hộp này á, thì các bạn có khả năng có 25% cơ hội để các bạn săn được cái vé mà tham gia sự kiện Raybot này. Thì cái event này nó chỉ kéo dài theo cái lịch mà mình công bố hồi nãy cho các bạn thôi. Thì tiếp theo là nó có ra mắt cái tính năng Stack nữa bạn. Stack Burr luôn. Lúc trước thì nó không có cái vụ mà Stack đồng Burr này. Nhưng mà hiện tại thì game nó đã ra mắt cái tính năng Stack Burr này để giúp cho cái cố định và tăng giá của cái đồng Burr này lên. Đây các bạn vào các bạn Stack Burr nữa bạn. Đây các bạn nhập Super và bạn Stack. Rồi tiếp theo là cái cập nhật mới nhất trong ngày hôm nay. Thì khi mà các bạn vào các bạn battle á, thì bạn sẽ thấy được cái thông báo PvE sẽ tạm thời ngưng đến ngày 15 tháng 10 để chuẩn bị cho việc upgrade Zero Guard là đánh không phí các bạn. Tức là với những cái con game nào mà hiện nay cái xu hướng game của nó dần đi đến, nếu mà con game nào mà đi lâu dài á, thì họ sẽ cố gắng giảm phí ra tối đa nhất có thể và có thể là không phí luôn. Nhưng những con game mà lâu dài mà các bạn biết là con CryptoZone á, thì hiện tại thì trận đánh của CryptoZone đã là không phí các bạn. Và những con game sau này và những con game nó đang đi theo cái lộ trình đó và cố gắng làm sao để cho chơi các bạn chơi game một cách thoải mái nhất và không tốn một đồng phí nào để các bạn đầu để các bạn đánh nữa. Thì cái thông báo mới nhất của cái team dev là bảo trì từ 11 giờ sáng UTC, 3 giờ sáng UTC, tức là khoảng cộng 7 lên là khoảng 10 giờ sáng nay đến 11 giờ sáng 15 ngày 15. Tức là bảo trì khoảng 7 ngày các bạn. 15 thì các bạn là khoảng 6 giờ chiều ngày 15. Thì nó sẽ chia làm 3 phase, tức là phase đầu tiên sẽ là setup và test. Phase tiếp theo là từ 11 giờ ngày 11 tháng 10 đến 13 tháng 10 thì cái sự kiện Raybot nó sẽ bắt đầu. Và ngày 15 tháng 11 là deploy Zerofuga. Tức là các bạn từ ngày 15 tháng 11 tháng 10 này thì các bạn sẽ bắt đầu đánh các trận PvE và không tốn một đồng phí nào cả. Thì đây là cái lịch cập nhật của game này rất là chi tiết nữa bạn. Thì nó cái thời gian mà bảo trì nó khá là lâu, cho nên là các bạn có thể mà các bạn áp dụng cái function khi nào các bạn đã tham gia rồi á, thì các bạn có thể tiếp tục up level cho những cái con trainer hoặc con pet của mình, hoặc là có thể săn trên cái market nó chưa đóng các bạn. Market nó chưa đóng, nó chỉ đóng cái tính năng PvE, battle PvE bình thường thôi,
cho nên là các bạn vẫn có thể mà mua thêm tướng hoặc là săn boss hoặc là nâng cấp các con pet của mình. Còn những bạn nào mà chưa tham gia vào game này á thì thời điểm hiện tại mình khuyên các bạn là không nên tham gia vào game, để khi nó bảo trì xong là ngày 15 tháng 10 thì các bạn hãy tham gia vào game. Hoặc các bạn có thể stack cái đồng bơ này để kiếm thêm trong cái khoảng thời gian này đó bạn. Thét và kiếm thêm cho khoảng thời gian này. Thì hiện tại cái withdraw của nó cũng đã khóa rồi, cho nên là các bạn chỉ có thể stack những đồng bơ với bạn làm về được thôi. Rồi, như vậy là update, mình đã update xong cái phần cái game Bonnie Coin này. Và xin hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Nhớ like và subscribe cho kênh của mình.